Xin chào quý vị khán giả của báo Giáo dục Việt Nam. Hôm nay Istam được buổi giao lưu trực tuyến với báo thì cũng có một món quà nhỏ nhỏ để gửi đến quý vị, cũng như là để bày tỏ cái lòng biết ơn đối với quý vị trong thời gian qua đã dành tình cảm cho việc của Istam. Và sau đây thì việc của Sẻ và Istam sẽ nói chung là Istam hát một ca khúc để gửi đến quý độc giả, và sau đó là một cái gì đó vui vui và để cho dành cho mọi người xả stress trong những giờ làm việc căng thẳng. Và cũng hy vọng là mọi người đừng nghĩ Islam dùng clip này để làm mục đích gì, và hãy suy nghĩ về cái mục đích nhất có thể. Mình xin cảm ơn tất cả quý vị, và sau đây Islam sẽ gửi quý vị ca khúc Mây Trôi. Cảm ơn bộ Mây Trôi. Ngầm một tiếng chờ hai tiếng đời ba bốn tiếng chờ sao chẳng thấy trốn xa xôi, em ơi anh vẫn chờ vẫn đợi, mới đi trốn chim xa tan tính tình cảm nào ra tí gì mày đồng một tiếng trống hai tiếng sao chẳng thấy em. Xin cảm ơn quý vị cho ca khúc có quên là xin quý vị bảo lại và vì đây là kèm với Tam nhé. Đây là một bài hát rất bất ngờ, bên cũng không có tập trước để làm như này. Đây là thực ra là một cái sự chung là phản ứng của Ben thôi, cho nên là cũng có những cái sai nọ sai kia, mọi người thông cảm. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Cảm ơn. Bên này